Đây, món thịt heo rừng xào lăn của mình đã hoàn thành đây. Bây giờ chuẩn bị ăn đây. Đây mình cho giá bún mình cho ăn lên. Mình cho ăn thịt heo rừng xào lăn đó. Hấp dẫn quá các bạn ơi, nó bùng quá. Này là trái nó mắm thấm này. Rất là ngon luôn. Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi. Ăn thôi. Chào mọi người, xin chào mọi người. Hôm nay mình đã qua đây trả lời đây. Hôm nay mình sẽ làm món heo rừng, thịt heo rừng xào lăn. Vì là xào nên mình xắt thịt heo rất là nhỏ. Mình xắt thịt nhỏ thôi, miếng mỏng mỏng vậy thôi. Tại vì con heo rừng bình thường, thịt heo rừng nó sẽ dai hơn thịt heo thường á. Nên mình xắt miếng mỏng mỏng nên mình xào lăn mình ăn với bún. Còn cách để phân biệt mà thịt heo rừng mà đơn giản nhất là các bạn nhìn nha. Heo thường thì thường thường một lỗ chân lông có một cọng thôi, còn đây là một lỗ chân lông sẽ có ba cọng. Đây là tại vì mình đã thui, mình đã cạo sạch rồi nên bây giờ khó thấy lắm, nhưng mà nhìn cái da nó rất là khác không. Đây nó có ba cái chân này, ba hoặc bốn chân này, có chân lông hết. Bây giờ mình ớt nha, mình sẽ cho vô một ít sa tế. Cái này chắc khoảng nửa ký ạ, nửa ký thịt heo rừng. Mình sẽ xào thịt heo rừng mình ăn với bún. Ớt nữa hụt. Mình sẽ cho vô một ít tỏi với hành băm, một ít xả băm. Tương hộp. Tương hộp này tí xíu nữa mình sẽ làm mắm thắm nữa. Để cho vào một còn muối vị hương chút xíu thôi. Chút xíu cho nó có mùi thơm. Cho nó một chậu nữa. Sẽ nêm vào một ít mắm nữa, chút xíu thôi, tại vì tương hộp của mình nó cũng hai muỗng, chấm nè. Dạ này trời đang gọi thu đó các bạn. Bây giờ thịt đã thấm rồi nè, sau gần 30 phút rồi giờ mình xào nha. Thịt heo rừng nó có cái đặc biệt là nó không có mỡ các bạn ơi, thịt không mà thịt da không à. Giờ mình sẽ cho một ít xả với hành vào. Cho hết đi, cho hết cái thịt, mình thêm lên cho nó thơm, mình sẽ cho thịt vào. Thơm lắm. Mình xả mình hành nó thơm. Mình sẽ cho một bột nghệ vào. Nước mình để cho nó thơm, thứ hai là để cho tạo màu á.
cho nó có cái màu vô. Tỏi thơm, tỏi xả là thơm được rồi. Mình cho thịt vào, không cần phải vàng đâu. Khi thịt đã săn vào mình sẽ cho nước dừa vào, tại vì mình ở đây mình không có dừa tươi đó nên mình mua dừa hộp này. Mình sẽ cho nước dừa vào. Bây giờ mình làm nước cắm nha. Mình lấy một ít nước cốt dừa. Bởi vì hôm nay không có nước cốt dừa tươi quá, nên mình xài nước cốt dừa lon. Xài nước cốt dừa lon mình phải phải nấu cho nó sôi lên. Giống như là mình làm nóng nó vậy đó. Chứ ăn lạnh thì thường thường mình không dám ăn lạnh. Ăn lạnh sợ tọt bụng. Nước vừa vô. Xong mình bỏ tương đậu vô, tương hộp vô. Tương hộp này mình đã làm nó nhuyễn rồi đó. Mình đã băm cho nó nhuyễn rồi. Ăn thịt dê hoặc thịt heo gừng thì mình xào lăn hoặc là mình xào lăn rồi mình ăn đó. Làm nước tắm mình ăn ngon đó. Ăn rất là bắt luôn. Nó vừa sôi mình cắt tiếp. Mình không cần phải để sôi quá, vừa sôi quá nước cốt dừa nó sẽ hết chất béo. Mình đổ chén. Mình xeo vô cái tô phẩm. Cái loại nước mắm thấm này là mình phải làm nó sệt sệt vậy nè. Chứ nếu mà lỏng quá thì sẽ không ngon đâu.
nó sẽ sạch sạch như này mà lúc bài mình nếm thử hơi lạ, tại vì tôi hộp mình mặn, mình thêm xíu muối. Tại vì tim tương hộp mình hơi ngọt á, nếu mà tương hộp mà mặn mặn thì có thể là vừa ăn. Ngon quá các bạn, hấp dẫn quá, tương lắm thấm hấp dẫn quá. Thịt heo của mình đó, thịt heo gừng nên rất là dai, mình phải hầm phải nấu từ lâu, phải từ hơn một tiếng đó. Mình cho nước vô thật là nhiều, mình nấu từ lâu nó mau mềm á. Giờ thịt heo mình đã mềm rồi nè, mình sẽ cho nước cốt dừa vô. Cái này mình gắp sải ra được, tại vì mình nấu lâu lắm rồi đó nên sả nó đã ra hết cái cơm mà nó thấm vô thịt rồi đó. Thì mình gắp ra, mình gắp ra mình cho hành, củ hành tây vào cho nó sâu lẫn dạo nữa mình nhắc rất là được. Đợi cho nó sôi ra qua một quận là mình nhắc cũng được. Bây giờ nó đã sôi rồi, sôi giờ là mình tắt bếp được rồi, mình tắt bếp mình cho nó đậu phộng nha. Vậy là xong, mình ăn với bún mắm tắm hấp dẫn quá. Ngon lắm các bạn ơi, các bạn thử làm theo mình ăn thử xem ngon lắm. Khi ăn thì mình sẽ cho bún cho giá và mình múc cả nước cả thịt này nè, mình chan cho bún. Còn thịt nếu mình cảm thấy lạc quá thì mình chấm mắm tắm nè, rất là ngon luôn. Nếu các bạn cảm thấy thích thì nấu thì mình thử nha, xem có ngon không. Chào tạm biệt, bye bye.